Chiều tối ngày 31 tháng 1 năm 2022, tức ngày 30 Tết Nguyên đán Nhâm Dần, đồng chí Bùi Văn Nhỏ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã đến thăm chúc Tết Trung tâm Y tế và Công an huyện. Chúc Tết tại Trung tâm Y tế huyện, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện nhấn mạnh, Tết Nguyên đán năm 2022, do trong những ngày áp Tết, số lượng bệnh nhân COVID-19 tăng cao với 350 bệnh nhân COVID-19 đang cách ly điều trị trong đêm 30 Tết cùng hơn 30 bệnh nhân lưu viện. Vì vậy, mà nhiệm vụ của ngành trong dịp Tết này là rất lớn, không chỉ kiểm soát tốt dịch bệnh mà còn phải ứng phó tốt với các tình huống xảy ra. Đồng chí đề nghị đơn vị cần tổ chức quản lý, điều trị F0 theo đúng chỉ đạo của tỉnh, đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện sẵn sàng cấp cứu, chăm sóc sức khỏe nhân dân trong những ngày Tết Nguyên đán. Đối với đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế trực Tết tại trung tâm và các khu thu dung điều trị F0 trên địa bàn, đơn vị cần phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác đảm bảo đời sống cho đội ngũ làm nhiệm vụ, đồng thời luôn bám sát cùng người bệnh, giúp họ vượt qua những khó khăn trong bệnh tật, sớm khỏi bệnh trở về với gia đình. Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã tặng quà và trao số tiền 3 triệu đồng trên một cơ sở thu dung điều trị F0 nhằm hỗ trợ bữa cơm tất niên cho các lực lượng làm nhiệm vụ trực tiếp tại Trung tâm Y tế huyện và các khu thu dung điều trị F0 trên địa bàn huyện. Thăm chúc Tết lãnh đạo cán bộ chiến sĩ công an huyện, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể cán bộ chiến sĩ và gia đình. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện khẳng định, năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức, nhưng kinh tế xã hội của huyện vẫn có sự tăng trưởng phát triển. Đời sống nhân dân được nâng cao, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định. Kết quả có sự đóng góp không nhỏ của lực lượng công an. Thời điểm đón Tết vui xuân tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trật tự, dịch bệnh rất cao. Đồng chí đề nghị lực lượng công an cần phải trực 24/24, phân công nhiệm vụ rõ ràng, không để xảy ra mất an ninh trật tự, các vụ việc, nhất là trọng án. Mong muốn lực lượng công an cùng các lực lượng tuyến đầu nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, kiểm soát tốt dịch bệnh, đảm bảo cho nhân dân đón Tết an lành.